Xin chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị thêm một bộ Nokia N85 Vodafone. Bộ này khá khiếm anh chị ạ. Đây là bản của nhà mạng Vodafone anh chị ạ. Bộ này nó còn nguyên SIBUC. Lật hộp từng góc cho anh em xem nhé. Đây là thông tin email này. Góc siêu này. Thông tin đằng sau này. Bình thường mọi khi là nhà mạng người ta hay dán tem ở cái chỗ này, nhưng mà bộ này thì người ta lại dán ở hông, cũng khá lạ đây anh em. Đây. Em chỉ cho anh em xem cái cách phân biệt cái siêu xịn của nhà Vodafone nhé. Tem này nó là tem in 3D anh ạ. Đấy. Phải nghiêng nghiêng ra ánh sáng thì nó mới hiện chữ Vodafone chìm này. Đấy mọi người nhé. Công nghệ này là công nghệ chất lượng cao, cao cấp hơn cả in tiền đấy anh em ạ. Không thể giả được anh ạ. Đây để em lên thông tin cho anh em xem này. Nokia N85 Vodafone hàng UK. Email đuôi là 314 anh em ạ. Vì bộ này em bán cho người sưu tầm nên là để đảm bảo giữ nguyên, không được khui ra. Đấy, trên hộp của nó là đấy, nó dán cái của nhà mạng thì nó phải dán thêm cái tem Vodafone của nhà mạng ở góc này nữa này. Cái này là nhà mạng người ta dán thêm anh em nhé. Cái bản dán đấy chứ không phải là nó in là chìm trên hộp đâu. Khá tiếc là em không được làm clip unboxing. Để em sau bộ này có khi nếu mà có bộ sau điều kiện thì em có được bộ nào khác, hoặc là khách mà nhu cầu mà cần unboxing thì em sẽ quay cho anh em xem. Bộ này đẹp lắm anh ạ. Trông nhìn đã thấy thích rồi. Anh em cần hàng brand new bên em thì ép Zalo nhé, 0982 830 738. Cảm ơn.